là lo lắng này, mình phải tìm cách nào để có thể chữa bệnh cho các bạn ý chẳng hạn. Giống như nuôi pet vậy. Đúng rồi ạ. Và thỉnh thoảng anh cũng sẽ có thể mình trò chuyện với các bạn ý, mình coi các bạn ý như là một cái thành viên trong gia đình luôn. Hello, xin chào cả nhà, chúc mừng năm mới. Ngày hôm nay thì là ngày mùng 2 Tết rồi và Sô Lê cảm thấy vô cùng vui vì mình sẽ là người được đồng hành cùng với các bạn trong số podcast đặc biệt lần này. Lần này vì nhân một ngày đặc biệt như thế này cho nên là Lê cũng quyết định là số podcast này sẽ phải thật khác biệt. Đó là hôm nay Lê sẽ không ngồi ở nhà và video call với khách mời nữa mà mình sẽ mặc lên người một bộ giao lĩnh thời Lê và sẽ tới thăm xưởng nhuộm của người đã làm ra bộ giao lĩnh này. Nào! Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm xem bạn ấy đang ở đâu và trò chuyện với chủ nhân của bộ giao lĩnh này nhé. Và các bạn thân mến, thì ngay bây giờ thì Dô đang được cùng với lại Huy ngồi uống trà ở đây tại xưởng nhuộm của Huy. Thì thực sự đầu tiên nhá, thì chị muốn bày tỏ một chút cảm xúc. Ngày hôm nay được đến đây chị cảm thấy rất vui. Bởi vì thứ nhất là bọn mình đang được tận hưởng cái không khí Tết, ngày mùng 2 Tết. Thứ hai nữa là cũng lâu lắm rồi thì chị mới được trực tiếp gặp mọi người và làm một số podcast như thế này. Nó rất là khác mọi khi bởi vì ở đây thì nó không phải là cái phòng thu này, cũng không phải là ở nhà chị này, mà nó sẽ là chính xưởng nhuộm của em. Rồi có những âm thanh tự nhiên cuộc sống. Ví dụ như ở bên kia thì các bạn biết không, có một cô đang nấu ăn. Hay là ở đây có rất là nhiều chó, những chú chó. Không biết tí nữa thì các bạn ấy có chạy vào khung hình của chúng ta không. Và sẽ còn rất là nhiều điều thú vị khác nữa mà ngay bây giờ chị cũng không biết là điều gì đã xảy ra trong khi mà chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau trong số lần này. Đấy là một chút dông dài về phía chị thôi. Còn bây giờ em có thể giới thiệu với mọi người một chút này về bản thân em cũng như là công việc của em. Chào tất cả các bạn. Mình là Đức Huy, hiện mình đang làm cho Đông Phong, nơi chuyên may đo và nghiên cứu về cổ phục. Thì hiện tại bọn mình đang hoạt động như là một phòng nghiên cứu độc lập. Bọn mình tất cả nơi đây thì bọn mình sẽ phải tự do nghiên cứu và thử nghiệm những cái sản phẩm liên quan đến trang phục truyền thống. Và qua cái việc mà may đo thì bọn mình sẽ có cái nguồn thu nhập để tiếp tục cái hoạt động nghiên cứu của mình. Vào đầu chương trình thì chị có chia sẻ với các bạn là chị đang mặc trên người một bộ áo giao lĩnh thời Lê. Em có thể giới thiệu một chút về bộ đồ của chị đang mặc cũng như là bộ đồ em đang mặc được không? Cái bộ đồ của chị đang mặc ấy thì nó là áo giao lĩnh thời Lê. Giao lĩnh nó là một dạng áo gần như là cổ nhất của phương Đông rồi. Cách đây từ mấy nghìn năm đã xuất hiện và các nước như Nhật, Trung, Hàn, Việt Nam thì đều sử dụng. Nó sử dụng cho tất cả các tầng lớp, từ bình dân cho đến quý tộc, thậm chí là vua chúa cũng sử dụng cái dạng áo này. Mỗi thời kỳ và mỗi quốc gia nó sẽ có những cái sự khác biệt nhất định. Còn cái bộ áo của em đang mặc thì nó là áo tấc. Thì áo này là áo đặc trưng của thời Nguyễn. Nó có cái phần cổ đứng ở đây. Về cái phần bộ đồ, những cái bộ đồ đang mặc này này, chị cảm thấy nó có rất nhiều điều thú vị. Thứ nhất là kiểu mình chưa bao giờ mình được mặc một bộ đồ nó như thế này trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Hai nữa là có những cái phong tục riêng về văn hóa. Ví dụ như là khi mà em đưa chị bộ đồ giao lĩnh này mặc lên người thì em còn dặn dò kỹ là mặc như thế nào để nó đúng là người sống thì mặc như thế nào và người chết thì mặc như thế nào. Thì ở đây nó có một cái vạt áo ở đây đúng không? Em có thể giới thiệu lại một chút về cái cách mặc không? Áo giao lĩnh này nó có một cái đặc trưng là cái vạt áo phía bên trái sẽ ở trên vạt áo bên phải. Còn nếu mà ngược lại thì nó là cách áo mặc cho người chết. Đây là một cái quan niệm khá là phổ biến của phương Đông của người xưa. Cái này cũng là một cái để mọi người cũng nên lưu ý khi mà mặc, hoặc là các bạn họa sĩ khi mà vẽ tranh chẳng hạn thì tránh cái việc mà bị đổi vạt. Có thể giải thích thêm một chút về cái từ giao lĩnh. Thì giao tức là chéo, lĩnh thì tức là cổ. Giao lĩnh là áo cổ chéo. Thì thời xưa các cái loại áo đa phần được gọi tên theo các loại cổ. Ví dụ như giao lĩnh là áo cổ chéo, viên lĩnh là áo cổ tròn. Còn áo của em đang mặc đây thì ngoài cái tay áo tấc nó còn gọi là lập lĩnh, tức là áo cổ đứng.
Với những cái thông tin như thế này thì chắc chắn là các bạn mà yêu thích văn hóa thì các bạn cũng sẽ rất là hứng thú với lại cái câu chuyện mà chúng ta đang mặc. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết nên thực sự là chị cũng muốn mình làm một cái chương trình gì đấy mà nó thể hiện những cái bản sắc của Việt Nam mình. Nên chị mới nghĩ rằng là Huy sẽ là một cái lựa chọn vô cùng phù hợp. Ở trong cái cuốn du học ký Vạn Dặm Có Chi mà em cũng là tác giả thì chị thấy em có kể một câu chuyện về cái hành trình về phương Đông. Tức là bạn Huy thì ngày trước kia thì bạn ý là du học sinh ở Đức. Nhưng mà khi mà đến một đất nước mà trong cái cảm quan của bạn ý vào thời điểm đấy, bạn chia sẻ trong cuốn sách đó là cảm thấy con người sống khá lạnh lùng và họ có một cái thế giới quan của họ là con người giống như là trung tâm, đúng không? Thì lúc đấy em mới bắt đầu đi tìm về cái gọi là bản sắc Việt Nam hay là về văn hóa phương Đông. Và cuối cùng thì ở cuối bài viết thì em chia sẻ rằng là khi mà em trở về với lại Việt Nam thì em được nhận vào một công ty cổ phục. Thì chị có thắc mắc là tại sao em lại lựa chọn cổ phục mà không phải là các yếu tố văn hóa khác? Cái này nó cũng là một cái duyên đối với em á. Thì trước khi mà em từ Đức về thì lúc đấy em cũng chưa xác định là em ra làm về cổ phục đâu. Hồi đấy chỉ là mình muốn làm một cái liên quan đến văn hóa thôi. Lúc đấy thì em tìm hiểu khá là nhiều thứ khác nhau, ví dụ như là về văn hóa trà này, về thư pháp Hán Nôm, về triết học phương Đông, khá là nhiều thứ khác nhau. Có một cái nhớ là ngay trước khi em về Việt Nam khoảng độ vài ngày thôi, thì có một bạn cũ của em thì mới liên lạc mà với em và hỏi là em có muốn may cổ phục hay không. Em bảo có, tôi rất là thích cái này đây, và tôi sắp về Việt Nam này. Nên là bạn ấy mới bảo là thế thì khi mà về thì vào chỗ tôi và làm với tôi. Thế là khi mà em về Việt Nam thì em mới vào công ty của bạn ấy và làm luôn. Thì lúc đấy là em bắt đầu mới nghiên cứu sâu hơn, tìm hiểu sâu hơn về cổ phục. Còn trước đó thì đơn thuần chỉ là mình là một cái người đứng ngoài, mình thấy các anh chị làm rất là đẹp, rất là hay thôi. Trong cái quá trình mà em học hỏi như thế thì đến thời điểm nào để em quyết định là em sẽ tách ra và mở cái thương hiệu riêng của mình là Đông Phong? Cái thời điểm bọn em tách ra thì lúc đấy là sau lúc bọn em đã nghỉ công ty trước một thời gian rồi. Nó cũng liên quan đến cái phương hướng phát triển của người khác nhau thôi. Lúc đấy thì sau khoảng một thời gian thì tự dưng có một số bạn bên Đức của em mới nhờ em là may cho mọi người một số bộ cổ phục để mang sang. Thì mọi người đang có một cái sự kiện giới thiệu văn hóa Việt Nam, thì các anh chị muốn là thay vì là phải giới thiệu các cái áo dài, nón lá, những hình ảnh đã quen thuộc rồi, thì sẽ lần này sẽ giới thiệu những cái bộ cổ phục, cái hình ảnh khác của Việt Nam hơn. Thì trong quá trình mà em làm những cái bộ áo đấy và sau khi mà nhìn thấy mọi người ở bên kia mặc rất là kể cả người Việt hay người Đức rất là hào hứng khi mà khoác lên những mình bộ cổ phục ấy, em mới thấy ồ, cái việc này nó rất là thú vị. Thì lúc đấy em mới cùng với cả hai người bạn nữa mới quyết định là làm nên Đông Phong, để có thể tiếp tục mình có thể đưa cái cổ phục này đến với nhiều người hơn. Chị tò mò một chút là cái quá trình mà mình làm một bộ áo như thế này, ví dụ như chiếc áo thề lê mà chị đang mặc đây, thì nó sẽ trải qua những cái công đoạn nào? Trước khi một cái dáng áo được hình thành đi, thì đầu tiên là bọn em sẽ phải nghiên cứu về tư liệu, có thể thông qua những cái tranh ảnh này, tượng này, hoặc là hiện vật. Thường thì thời Nguyễn thì hiện vật còn khá là nhiều, nhưng bọn em có thể quan sát trực tiếp, chỉ là có thể đo đạc trực tiếp trên cái hiện vật đó. Còn như thời Lê được về trước thì hiện vật nó không còn nhiều, nên đa phần sẽ phải thông qua những cái hình vẽ minh họa hoặc là những cái tượng hay điêu khắc. Thì trên những cái tượng điêu khắc thì thường là họ đã có những cái sự ước lệ rồi. Thì từ đấy mình sẽ phải cố gắng mình tư duy là cái hình ảnh đấy khi mà nó lên cái áo thật thì nó sẽ phải thay đổi như thế nào. Thì bọn em sẽ phải sau khi có những cái tư liệu đó thì bắt đầu mới lên những cái bản dập đầu tiên và tạo ra những cái bộ áo mẫu. Thì dần dần là trong quá trình mà làm mẫu thấy là mình sẽ phải sửa lại rất là nhiều, có khi từ 5 đến 10 lần. Có lúc mà sửa thật cái thay đổi nó nhiều quá mình phải may lại cả một bộ khác nữa. Thì cái nó cứ dần dần đấy, cứ một lần thay đổi xong mặc lên thì cái áo sẽ được điều chỉnh để nó phù hợp với thực tế hơn.
Bởi vì là đấy, cái tranh thì nó ước lệ rất là nhiều. Thì khi mà đã có dáng áo đó ok rồi thì bắt đầu bọn em mới chuẩn hóa thành công thức để khi mà mình có một số đo thì mình có thể áp vào và mình may. Với những cái số đo quần áo mà chị thấy nó cũng khá là rộng như thế này đúng không? Vâng. Thì theo hình dung như chị hiểu thì nó gọi là, nếu như trong tiếng Anh gọi là oversize à? Vâng. Thì đa phần mọi người đều sẽ mặc được những bộ đồ này, hay là em sẽ cần phải có những cái mức số đo nó khác hơn nữa? Nó vẫn sẽ cần một chút về số đo. Ví dụ như cái, nhất là áo thời Nguyễn như em mặc đây á, thì nó có cái phần cổ nó sẽ rất là vừa vặn, thường là sẽ gần như là ôm khít cổ luôn. Hoặc là cái áo ngũ thân tay chẽn chẳng hạn thì cái phần tay nó cũng sẽ phải vừa vặn với cả cái tay của người mặc. Những cái đấy là cần số đo khá là chính xác. Còn cái dạng áo thời Lê đầu về trước thì áo diễn viên như áo giao lĩnh chị mặc thì nó sẽ không cần quá chính xác về số đo, mà nó vẫn sẽ có thay đổi theo người gầy, người hay là người ngoại cỡ thì nó vẫn cần sự điều chỉnh hoặc là cao thấp, thì cái độ dài áo nó sẽ cần một cái tỷ lệ chính xác. Cái thời điểm mà em mới bắt đầu mở Đông Phong này với cái duyên đầu tiên là một vài người bạn nhờ em may một vài bộ đồ, sau đấy thì bắt tay vào mở ra một cái thương hiệu riêng, thì em gặp những cái khó khăn gì? Thời điểm đấy thì có nhiều người bạn đồng hành cùng với em không? Khó khăn thời điểm đấy rất là nhiều. Nhất là bọn em khá là ít người, và ba người ban đầu thì cũng chỉ là thuần về nghiên cứu thôi. Nên là để vận hành được cái shop đi thì bọn em cũng không có kinh nghiệm nhiều lắm. Hai nữa là cái thời điểm đấy nó cũng gần 3 năm trước, thì lúc đó mọi người gần như là chưa biết nhiều đến cổ phục. Và nên là rất khó để đưa những cái bộ áo này ra. Khi những người ngoài nhìn vào thì lập tức họ sẽ nghĩ là Nhật hay là Trung hay là Hàn, chứ họ không nghĩ là đồ Việt Nam. Thì cái bước đầu đấy là cái bước phá băng này, nó sẽ cũng khá là vất vả và cần phải kiên trì rất là nhiều. Còn một cái khó khăn về chuyên môn thì em là tập trung vào mảng chất liệu. Thì cái đoạn đầu thì bọn em sử dụng cái vải sa Hàn là để làm những cái bộ áo này. Thì bởi vì là cổ phục ấy, thời xưa họ sẽ chuộng những cái vải nó có độ cứng. Thì khi mặc lên, nghĩa là nó lên dáng áo và nó tạo cái sự trang nghiêm hơn. Thì những cái vải hiện đại thì bản thân em thì em không bắt nguồn từ thời trang, từ cái lĩnh vực thời trang, nên là em cũng không hiểu rõ về các cái vải hiện đại lắm. Nên là em cũng không biết là những cái vải hiện đại thì nó có những vải nào để phù hợp để mình thay thế không. Nên là em đi theo một cái hướng khác, đó là em tìm được những cái vải cổ. Thì quá trình đấy là bọn em đi về những cái làng nghề, ví dụ như là Vạn Phúc, La Khê, Nha Xá hay Nam Cao, để có thể xem là liệu mọi người có chăng có những cái vải nào giữ lại được cái độ cứng đấy để mình có thể sử dụng hay không. Rất may mắn là sau quá trình tìm kiếm thì em đã tìm được cái làng nghề Nam Cao. Thì ở Nam Cao thì mọi người vẫn còn dệt cái vải tơ sống. Vâng, thì cái tơ sống tức là cái sợi tơ tằm nó vẫn còn giữ cái keo ở trên kén tằm á. Thế nên là cái vải đấy nó có cái độ cứng. Thì hồi xưa các cụ rất hay chuộng dùng cái đó. Thì cái đó thì thứ nhất là nó sẽ làm cho vải bền hơn. Thì còn lớp keo bảo vệ đấy, và nó tạo nên cái sự cứng đúng form áo như này. Thì đây là cái áo mà em may bằng vải tơ sống. Và bây giờ thì cái tơ sống thành cái đặc trưng riêng của Đông Phong luôn. Nên là em thấy là một cái khó khăn, nhưng mà nó lại mở ra một cái hướng đi mới cho em. Tức là em sẽ phải đi đến rất là nhiều làng nghề khác nhau đúng không? Đúng. Để em có thể thử xem là bây giờ ở các làng nghề đó họ đang làm vải theo cái kiểu nào. Vâng. Hoặc là cái lưu giữ cái cổ truyền của mình nó là cái gì. Để sau đó em mới lựa chọn một cái chất liệu nó phù hợp với mình. Vâng. Thì đấy là vấn đề liên quan đến chuyện nghiên cứu này. Tự nhiên từ những thanh niên chỉ quan tâm biết đến lịch sử văn hóa trang phục thôi, bây giờ mình lại dấn thân vào trong cái lĩnh vực này, học về vải, học về thiết kế trang phục, tất cả mọi thứ. Rồi là từ cái góc nhìn của mọi người cũng không hiểu rõ về những cái mình đang làm nữa. Chị nhớ là cái giai đoạn trước thì đúng là như em nói, là mọi người khi nhìn đến những cái bộ đồ như thế này, mọi người sẽ nghĩ đến đồ của Nhật, đồ của Hàn.
Nhưng mà trong cái giai đoạn gần đây thì chị thấy là ví dụ như là có chiếc áo Nhật Bình chẳng hạn, thì gần gần đây thì mọi người đã bắt đầu nhìn chiếc áo đấy và sẽ nhận ra được là à đây là áo Nhật Bình của Việt Nam chứ không còn nhầm lẫn nó nữa. Thì chị nghĩ đấy cũng là một cái ghi nhận cho những cái sự cố gắng của những người mà rất là quan tâm đến cổ phục. Nên mọi người đã cố gắng để truyền bá cái nét đẹp này đến với mọi người. Thì cá nhân em có cảm thấy tự hào với điều này không? Em cảm giác rất là vui hơn khi mà nhìn thấy từng cái thế hệ, các anh chị trước rồi đến em rồi đến các cái lứa sau, người mỗi một thế hệ cùng cố gắng để bồi đắp nên cái sự lan tỏa này. Thì thực sự là trước mấy năm trước thì bọn em đã không thể ngờ được là bây giờ nó có thể mọi người biết đến được nhiều như thế này đâu. Thì nghĩ là nó sẽ phải cần thời gian dài hơn nữa cơ. Bây giờ thì khi mà thấy cái áo ngũ thân bây giờ nó càng ngày nó càng rất là phổ biến rồi. Các bạn trẻ những bạn thì bắt đầu không xa lạ với nó nữa. Nhiều các cái bên nhà may hồi trước các bạn người ta cũng chỉ may những cái bộ áo dài tương thời thôi chẳng hạn. Bây giờ họ cũng đã làm cái bộ áo ngũ thân. Đấy là một cái em thấy rất là vui. Hay là như hè vừa rồi em vào Huế thì lúc mà bà Đại Nội thấy các bạn ấy đã mặc những cái bộ áo tấc để chụp ảnh ở trong đấy chẳng hạn, thì đấy thấy rất là thích luôn. Thì mình cảm giác là công sức của mọi người đã có những cái kết quả như thế rồi. Hay nữa là chị thấy là ở trong các bộ phim hay là các dự án điện ảnh thì dường như là khi mà có những bên ví dụ như Đông Phong làm về cổ phục thì giống như là những người làm điện ảnh họ cũng có thêm một nơi để họ có thể yên tâm là chúng tôi, nếu như mà chúng tôi sử dụng trang phục của mọi người mà làm những bộ phim về lịch sử chẳng hạn, về một cái thời nào đấy, thì có thể có một cái sự bảo chứng nhất định là những bộ phim của chúng tôi trang phục nó đúng lịch sử. Có một giai đoạn rất là dài để mọi người tranh cãi với nhau rất là nhiều cái vấn đề là trang phục của các diễn viên thì nó không có đúng tính chất lịch sử cho lắm. Nhất là ở trên các trang về lịch sử thì chị thấy cái này rất là nhiều. Thì chị nghĩ là đây cũng có thể coi là một nguồn thu của bọn em không? Cái đấy thì nó cũng có thể coi là một nguồn thu được. Nhưng mà bản thân thì bọn em bởi Đông Phong bọn em không hướng đến thương mại nhiều. Nên là những cái dạng phim thì có bên họ biết, có bên không. Và hai nữa là bây giờ có nhiều dự án phim thì họ lại làm về cái thời Lý Thời Trần chẳng hạn. Thì Lý Trần thì hiện tại là cái tư liệu nó gần như là không còn mấy. Nên rất là khó để có thể gọi là phục dựng lại được. Còn Thầy Nguyễn Thời Lê thì nó khá là ổn hơn. Thầy Nguyễn Thời Lê cũng là những bộ trang phục mà bọn em đang tập trung vào. Đúng rồi ạ. Chị cũng muốn biết một chút nữa, tức là trong những cái khó khăn như thế thì em có gặp những cái vấn đề gì liên quan đến cái việc là vận hành? Dù sao nó cũng là một cái shop đúng không? Nếu mà mình nói ngắn gọn thì nó là một cái shop quần áo đi. Nói sang hơn là một thương hiệu cổ phục. Thì khi mà bọn em cùng nhau vận hành nó thì gặp nhiều khó khăn không? Làm thế nào để thời điểm đấy bọn em làm thế nào để mọi người biết đến, hay là những cái việc liên quan đến việc vận hành, hay là cái công việc bây giờ nó có đảm bảo được cái thu nhập cho bọn em khi mà làm cái thương hiệu Đông Phong không? Sự vận hành rất là khó, vì như em nói ban đầu ấy, bọn em không phải là người mà có cái am hiểu về kinh doanh cho lắm. Nên là mọi thứ nó khá là bản năng. Thì bọn em thấy cái gì cần làm, cái gì có thể làm được thì bọn em làm thôi. Và đến bây giờ nó vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chứ nó cũng chưa có thực sự là chuẩn chỉnh cho lắm, mà vẫn phải thay đổi dần dần. Về cái khó nhất đấy là bản thân em thì em cũng không có thế mạnh về mặt bán hàng lắm. Nên là mình cũng không biết nhiều những cái kỹ thuật để có thể đưa cái hình ảnh của Đông Phong ra được với bạn bè cùng với mọi người nhiều hơn. Nhưng mà cũng may là bọn em nó phát triển vào cái thời kỳ ngay từ đầu của cổ phục luôn, nên là nó cũng có một chút gọi là uy tín. Và về mặt thu nhập thì nó túc tắc. Thực ra bọn em đến thời điểm này thì ít ra là em thấy là nó cũng đã có thể tự nó nuôi nó rồi. Là em không cần phải mất quá nhiều những cái sự đầu tư vào nó nữa. Và thỉnh thoảng có những cái sự dôi ra thì mình lại có thể tiếp tục mình đầu tư vào cái sự nghiên cứu của mình.
Tự nó nuôi được nó rồi, vậy vậy nó có nuôi được em không? Em nghĩ là thời điểm này là cũng gọi là nuôi được em một chút. Nhưng mà em đã không đặt nặng cái phần kinh doanh ấy, nên là em cứ để tự nhiên thôi. Và mình cũng xác định là nó cần thời gian dài, mình cũng không gấp gáp lắm. Chị biết em từ lâu, từ hồi mà em còn đang ở bên Đức, mà thi thoảng về Việt Nam thì chị em mình đi cà phê với nhau, nên chị hỏi thế thôi. Vì đây là câu hỏi mà chị nghĩ sẽ có nhiều bạn quan tâm. Chứ chị biết là Huy không phải là người quá quan tâm đến vấn đề tiền bạc. Bởi vì là các bạn biết không, kiểu Huy giống như là một người mà cứ mải mê đi làm và nghiên cứu những cái mình thích vậy. Lúc thì thấy em đang ở làng này, lúc em ở làng kia, lúc thì em ở trên Sapa, lúc thì em ở Hà Nội, xong rồi nếu ở Hà Nội thì cũng loanh quanh khắp nơi. Có một giai đoạn mà chị nhớ hồi em mới về Việt Nam thì có khi từ trước đấy nhỉ, từ đợt cái mùa hè, những cái đợt mùa hè mà em được nghỉ học ở bên Đức, em về Việt Nam thì tất cả các workshop về văn hóa của Hà Nội thì đều thấy có mặt bạn Huy. Mà đến bây giờ đến mạng lưới bạn bè, những người mà yêu văn hóa hay là quan tâm đến văn hóa hay là đồ thủ công ở Hà Nội, chị cảm thấy như giống như tất cả mọi người đều biết đến Đức Huy vậy. Chị gặp ai mọi người cũng sẽ nhắc đến là à, em là bạn của Huy. Có những một số người thì Huy cũng giới thiệu đến nói chuyện với chị nữa. Thì chị nghĩ đấy là một cái quá trình rất là miệt mài khi em làm điều em muốn, điều em thích và điều em tin tưởng mà không đặt nặng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Nhưng mà chị thì chị có một cái niềm tin rất là lớn vào những cái mà em đang làm, bởi vì chị nghĩ là giống như là một khách mời của chương trình Người Trong Môn Nghề, đấy là anh Gia Hiền, anh ấy có từng nói là anh chưa từng thấy một ai mà làm 10 năm trời mà lại không thành công được với cái nghề của họ. Anh chưa từng thấy một người nào kiên trì 10 năm mà lại không thành công được. Thì chị cũng nghĩ là đây là một cái mà chị gửi lại từ lời anh Gia Hiền đến em thôi, để em cứ tiếp tục cái hành trình của mình. Thì quay trở lại với câu chuyện cổ phục đi. Trong các công đoạn làm cổ phục này thì công đoạn nào mà em thích nhất? Có phải là nghiên cứu không? Sau khi nghiên cứu, lúc mà bắt đầu lên những cái dáng áo ấy, thì khi mà mỗi lần sửa để mẫu và nhìn những cái áo nó dần hình thành ấy, đó là cái giai đoạn mà em thấy thú vị nhất. Cảm giác nó sắp được rồi, nó gần thành công rồi. Mình thấy cái quá trình của nó. Còn bản thân em thì em không phải là người quá thuần về nghiên cứu, kiểu đọc nhiều sách hay là đi điền giã được nhiều, mà em sẽ là người nó hơi kết hợp với thực hành một chút. Là em sẽ thích là có những cái thông tin như này, bắt đầu ứng dụng nó như nào, đưa nó lên cái bộ trang phục ra sao. Đấy là cái em rất là thích. Lý do vì sao mà em muốn lựa chọn những bộ trang phục, ví dụ như là từ vải tơ sống đúng không? Một cái thứ mà các cụ ngày xưa rất hay sử dụng. Thế thì bây giờ mình ứng dụng lại trên những cái bộ trang phục mà mình làm thì nó sẽ như thế nào? Đúng rồi ạ. Cái em thích đó là ngoài cái việc mà lên cái dạng áo thì đó là sự ứng dụng những cái chất liệu mới vào. Mỗi lần mình tìm được một cái chất liệu mình hay ho, mình sẽ muốn thử test nó lên trên cái chiếc áo, rất là mong chờ cái việc sản phẩm nó sẽ như nào. Thế thì chúng ta hãy nói chuyện tiếp về cái câu chuyện chất liệu đi nha. Tại vì câu chuyện chất liệu này nó cũng sẽ đi sang một cái khía cạnh khác nữa. Chị thấy em có nói đến việc em thử chất liệu, thì đi theo đó thì chị thấy một giai đoạn về sau là em làm nhiều về việc nhuộm vải tự nhiên. Sau khi em có chất liệu rồi thì em nhuộm vải rất là nhiều. Em có thể cho các bạn xem bàn tay của em được không? Đây ạ. Không biết là mọi người có nhìn được rõ không, thì mình vừa mới nhuộm tràm nên là tay mình có đang dính một ít màu xanh. Nếu mà các bạn nhìn tay của Huy ấy, thì các bạn sẽ hiểu được là bàn tay nhúng tràm là như thế nào. Nếu như các bạn nghe chương trình ngày hôm nay trên Spotify thì Dô Lê đề nghị các bạn là có thể xem lại chương trình trên cái YouTube nữa, để có thể trực tiếp ngắm những bộ trang phục này hay là những chứng kiến những gì mà chúng mình đang trải nghiệm ở đây, nó sẽ rõ ràng hơn là những cái câu chuyện chỉ là chị em mình nói chuyện với nhau thôi. Thì tay của Huy do nhúng tràm quá nhiều, tức là nhuộm tràm ấy ạ, thì bây giờ tay của bạn ấy gần như nhuốm thành màu xanh đen. Thì đấy cũng là một cái mà nó minh chứng cho cái việc là bạn ý học và kết hợp với thực hành như thế nào. Chị thấy có một điều thú vị là hồi đó khi mà em đi học kỹ thuật nhuộm tràm thì em có về em chia sẻ với chị, đấy là
nuôi chàm rất là vất vả, giống như là nuôi con. Em có thể chia sẻ rõ hơn với các bạn về cái kỹ thuật nhuộm chàm này được không? À, thì đấy là một cái rất là hay ho của nhuộm chàm. Nó khác biệt hoàn toàn với cả những cái phương pháp nhuộm khác. Thì thường bình thường là những cái nguyên liệu khác thì em sẽ nhuộm nóng hoặc nhuộm lạnh. Tức là nhuộm nóng thì là mình sẽ đun cái hỗn hợp cái nguyên liệu của mình lên, mình lấy cái nước đấy mình nhuộm thôi. Nhuộm lạnh thì cũng đơn thuần là mình ngâm cái nguyên liệu trong nước rồi sau đó thì mình nhuộm. Còn riêng với chàm á thì mình sẽ phải nuôi nó. Bởi vì là chàm là nó có thể nhuộm được nhờ những cái vi sinh vật ở bên trong cái thùng chàm. Bình thường là mình sẽ mỗi ngày mình sẽ phải quấy thùng chàm lên để có oxy cho thùng chàm, cho các cái vi sinh vật có thể hoạt động. Rồi mình sẽ thỉnh thoảng cho ăn, cho cơm, cho ăn hoa quả để có thêm đường, để các bạn ấy có thể dinh dưỡng, để các bạn ấy cho ra những thùng chàm đẹp. Còn cái nói chuyện với thùng chàm thì với em thì tại vì khi mà mình coi chàm nó là một cái sinh vật sống chẳng hạn, thì mình cũng muốn là mình tương tác được với cả thùng chàm nữa, cảm giác nó sẽ gần gũi hơn. Vui, chị cảm thấy rất là vui về câu chuyện đấy. Chị cũng chứng kiến việc là em cũng đã từng bị chết mất một vài thùng chàm rồi, và hiện tại em vẫn đang thử nghiệm nhuộm chàm ở sủng nhuộm này luôn đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Hiện tại thì em đang sử dụng một cái phương pháp khác thì có thể phù hợp với cả nhuộm của thành phố hơn. Ngoài nhuộm chàm ra thì Huy cũng nhuộm khá là nhiều những thứ khác nữa. Và các bạn biết không, sau một thời gian mà bạn ấy nghiên cứu và thử nghiệm rất là nhiều thì hiện tại thì Huy đã có trong tay một cuốn sổ vải. Vừa là một cuốn sổ lưu giữ lại những cái chất liệu mà em đang có, mà nó cũng là nơi mà lưu giữ lại những cái màu tự nhiên mà em đã nhuộm được. Thì em có thể giới thiệu với các bạn cũng như là chị một chút về cái cuốn sổ này của em được không? Vâng. Em có hai cuốn ở đây à? Hai cuốn ạ. Một cuốn thì là em làm từ hồi xưa, nó sẽ thuần về mặt chất liệu là chính. Còn cuốn này của em thì nó sẽ đa phần tập trung về màu sắc. Đây là cuốn này là về chất liệu về đây. Chất liệu. Về các loại chất liệu mà em đang làm. Chỉ có thể phần đầu sẽ nhiều loại chất liệu khác nhau hơn. Có khá là nhiều cái chất liệu mà Huy sử dụng ở trong này. Em có thể giới thiệu một chút là em đã thử liệu có trên những chất liệu nào không? Ở đây thì nó gần như là một cái em sưu tầm thôi. Thì em sưu tầm thường là các loại tơ tằm khác nhau. Thì đây đa phần là các loại tơ sống mà em thấy nó phù hợp để làm một cổ phục. Có ngoài ra thì các loại đũi tơ tằm em sưu tầm cũng khá là nhiều. Tơ tằm nó có một cái rất là thú vị, đấy là chỉ cần thay đổi một chút cái sợi tơ thôi, rồi kỹ thuật dệt thì nó sẽ tạo ra một cái loại vải khác. Là từ một cái kén tằm có thể tạo ra khi hàng trăm loại vải khác nhau. Có làng nghề bây giờ các bác ấy còn không biết là các bạn ấy có bao nhiêu loại vải nữa, nó quá là nhiều. Đây là em chỉ sưu tập một số những cái vải mà em từng thấy thôi. Sau đó thì em bắt đầu mới lọc ra những cái mà em thấy là phù hợp nhất để đưa vào sử dụng. Thì là thông qua cái cuốn này. Cuốn này thì em sử dụng ba chất liệu chính thôi. Cuốn này thì ba chất liệu chính. Vâng. Đó là những chất liệu gì? Hiện tại nó là tơ sống hoàn toàn này, vải đũa tơ tằm và vải tơ thủ công sống. Thì là ba chất liệu mà em đang sử dụng bây giờ. Trên ba chất liệu đấy thì em sẽ thử nhuộm nó với các cái nguyên liệu tự nhiên, test xem là các chất liệu đấy khi họ lên màu như nào. Thì thay đổi cái sợi một chút thì cái sự ăn màu nó sẽ khác nhau. Chứ nó không phải là cứ tơ tằm nó sẽ lên màu như vậy. Ví dụ như thế nào? Ví dụ như tơ sống chẳng hạn thì thường tơ sống ăn màu rất là tốt. Nên là thường nó sẽ đậm hơn. Còn tơ chín thì cái độ ăn màu nó không bằng. Thế nên là cùng một cái nguyên liệu như thế, cùng một cái liều lượng như vậy, nhưng mà vải tơ chín nó sẽ nhạt hơn. Hoặc là đũi thì nó cũng ăn màu nhạt hơn so với vải tơ sống. Chị thấy là trong cái cuốn sổ vải này của em thì màu sắc nó cũng có rất nhiều sắc độ này. Từ đen này. Đen thì em sẽ nhuộm từ... Hiện tại thì em có nhuộm đen từ vỏ lựu này, từ củ nâu nhúng bùn, từ mặc nưa, từ cái nguyên liệu là thuốc gọi là ngũ bội tử. Ngũ bội tử. Mặc nưa cũng là một cái tên lạ, chị cũng chưa nghe bao giờ. Mặc nưa nó là một cái giống cây khá là phổ biến ở miền Nam ấy. Thời xưa cái làng
dệt lụa Tân Châu thì họ nhập mực nườm ở Campuchia về để họ nhuộm ra cái lãnh miang và đen tuyền rất là đẹp bây giờ. Sau đó thì họ mới đưa cái giống đấy về trồng. Thì cái mực nương nó là một cái cũng là một cái loại quả khá là thú vị, thì nó sẽ ra, cho ra là một cái sắc đen óng rất là đẹp luôn. Và nếu các bạn tìm hiểu về mặt vải lãnh Mỹ A thì bạn thấy là cái sự quý giá của cái miếng vải đó như nào. Ở đâu, ở trong này liệu có cái tấm nào là nhuộm từ mặc nưa không? Em có thể chỉ cho chị vừa. Ở miền Bắc thành ra là em không kiếm được mặc nưa nhiều ấy, như là em không có là nhuộm được cái màu đen tuyền của mặc nưa, mà từ trước em có xin được một tí thôi thì em mới nhuộm một lần ấy, thì nó ra cái màu nó hơi xám xám như này. Cũng chưa lên được màu đen đúng không? Vâng, tại vì là muốn ra được màu đen tuyền ấy là mọi người phải nhuộm hàng trăm lần. Mỗi lần nó lại lên một chút tông thôi, chứ nó không phải là buộc một cái là mình được cái màu đen này đâu. Nhưng mà đen tuyền rất là khó và rất là quý, là vì vậy rất là kỳ công. Vâng. Vậy còn những cái màu sắc khác, ví dụ như là màu vàng, thì chị nhớ là có lần em nhắc tới là em nhuộm màu vàng từ rành rành này. Vâng, màu vàng ra lại khá là nhiều nguyên liệu có thể nhuộm được. Và mỗi nguyên liệu thì nó sẽ cho ra một cái sắc vàng hơi khác nhau. Thì em đang nhuộm từ rành rành này, từ hoàng đằng, từ hồng hoa, từ hoa hòe, một số các loại hoa thì thường nó sẽ ra màu vàng. Với cái công trình này của em thì hôm nay chị cũng rất muốn được chia sẻ với mọi người, tại vì mọi người sẽ không thể biết được rằng là trước đây thì người ta đã từng nhuộm màu bằng những thứ gì, và bây giờ thì mọi người tiếp tục nhuộm màu tự nhiên bằng những thứ gì, và có những cái màu sắc rất là đẹp như thế này. Thông thường mọi người hay nghĩ về màu tự nhiên nó giống như kiểu là nó rất là đơn điệu, ít màu sắc, nó không được như màu công nghiệp. Màu công nghiệp thì bạn muốn có màu gì nó sẽ có màu đấy. Nhưng mà trong cái thế giới màu tự nhiên thì nó cũng rất nhiều sắc độ. Đúng. Nó mất cũng rất nhiều công sức để có thể tạo ra được cái màu sắc như thế. Cá nhân chị thích màu tự nhiên ở cái chỗ này này. Tức là không biết mọi người thì thấy sao, nhưng mà ví dụ như là quần áo mà nhuộm vải bằng công nghiệp thì thời gian đầu mình sẽ thấy rất là bóng đẹp và nó sáng. Nhưng mà sau một thời gian khoảng 1-2 năm mình sử dụng thì cái màu trông nó sẽ cũ và bạc dần đi, và nhìn thấy rõ sự cũ của nó. Nhưng mà chị có một cái chiếc túi bằng một chiếc túi được nhuộm màu tự nhiên ấy, thì chiếc túi này cũng khá lâu rồi, nhưng mà càng để thì lại càng thấy nó đẹp. Tức là nó có bạc màu đi, nhưng mà cái sắc độ bạc của màu tự nhiên nó vẫn đẹp, chứ nó không đẹp theo cái kiểu nhìn nó cũ và nó xấu vải. Thì đấy là một điểm mà chị thích. Hơn nữa là nó có một cái sự nền nã nhất định, như những người mà thích những cái sắc độ nó mộc mạc ấy, thì lại khá là thích màu tự nhiên. Có lý do nào khác khiến em cảm thấy thích nhuộm vải màu tự nhiên không? Cái đầu tiên như chị nói đó là em rất thích cái sắc độ của màu tự nhiên ấy. Nó có thể là nó trầm hơn này, nó cũng không hẳn là màu nào cũng trầm. Đa phần nó sẽ cho em thấy một cảm xúc rất là khác khi mà nhìn vào những cái màu công nghiệp. Còn cái mà khiến em càng ngày càng đi sâu hơn vào nhuộm tự nhiên đấy là em muốn cái việc mà bây giờ mình may những cái tràng áo ra nó cũng rất là ok rồi. Thì ngoài cái việc mà chỉ là cái dáng áo không, thì em muốn là cả cái chất liệu và cái màu sắc nó cũng có thể được mô phỏng như của các cụ hồi xưa. Thì muốn làm được đấy thì mình sẽ phải quay về các cái cách dệt và cách nhuộm của các cụ, thì nó mới ra được cái hồn của cái bộ áo hơn. Cái màu của màu tự nhiên nó sẽ có cái cảm giác nó hơi trầm mặc một chút, ý là có một chút cảm giác xưa trên cái bộ đồ đấy. Nhưng mà ví dụ như có rất nhiều bộ đồ thì trông nó cũng rất là tươi sáng. Ví dụ như là màu vàng của rành rành chẳng hạn, chị thấy màu nó rất là tươi, rất là nổi bật, khá là giống màu của các vị vua chúa trong hoàng cung. Chứ nó cũng không hẳn là nó nền hay là nó mộc mạc. Bên cạnh đấy nữa thì chị có thắc mắc thôi nha, tức là cái việc màu tự nhiên em sử dụng nó cũng liên quan đến yếu tố văn hóa, tức là nó mang cái cảm giác ngày xưa đưa vào trong bộ cổ phục của Đông Phong, nhưng mà nó có cái yếu tố môi trường ở đây không? Bởi vì chị thấy cũng khá là nhiều người chuộng cái màu tự nhiên, vì hình như là cái phương pháp nhuộm tự nhiên thì nó có phần đỡ hại môi trường hơn là phương pháp công nghiệp, thì điều này có đúng không? Dạ vâng, nhuộm tự nhiên thì mình sẽ ít sử dụng các loại hóa chất hơn, nên là những cái chất thải của mình thải ra môi trường nó không gây ô nhiễm bằng
so với là nhuộm công nghiệp. Thì cái khi mà em bắt đầu với nhuộm tự nhiên ấy thì em không hẳn là bởi vì vấn đề văn hóa, mà nó xuất phát từ việc là em quan tâm đến vấn đề môi trường hơn. Và lúc đấy thì em khá là quan tâm đến những cái lĩnh vực thủ công khác nhau. Mình cũng đi học rất là nhiều những cái workshop từ làm sổ này, làm da, may áo, nhuộm vải. Rồi mỗi rất là sau khi mà trải qua rất nhiều các cái lĩnh vực thủ công khác nhau rồi, tự nhiên em thấy là cái nhuộm vải là cái còn lại mà em muốn theo đuổi nó sâu hơn. Hồi đấy thì mình cứ nhuộm thôi, ra mình cũng chẳng biết mình nhuộm để làm gì nữa đâu. Xong rồi cứ một ngày nghĩ là tại sao mình không nhuộm để làm một cái áo phục cho mình. Thế là mới ghép hai cái đó vào, và dần dần cũng thấy là nó vốn rất là hợp với nhau, tại sao ở đầu mình không nghĩ ra. Là đi càng ngày càng đi sâu hơn. Ngày hôm qua khi mà Jole có trao đổi kịch bản với Huy thì khi đấy thì mình có nhắc đến một cái câu hỏi, đấy là cái xưởng nhuộm này này, cái nơi mà em đang sử dụng để nhuộm vải, nó không chỉ là một cái xưởng nhuộm đơn thuần mà nó còn là một tổ hợp của rất là nhiều người, một cộng đồng, những người mà hình như họ mọi người cũng đều chung cái lối sống bền vững, mong muốn là thứ nhất là bảo vệ cái môi trường tự nhiên. Ở đây thì như các bạn không biết lúc nãy các bạn có nhìn thấy trong khung hình không, thì có thể là sẽ thấy là thi thoảng sẽ có một bạn chó chạy qua, rồi là thi thoảng sẽ có một bạn gà chạy tới, và ở phía không gian xung quanh thì cũng là nơi làm việc của rất là nhiều người khác nữa. Thì mọi người cũng chị mang cho chị cái cảm giác là mọi người sống rất gần gũi thiên nhiên, bởi vì ở đây là một khu vườn này. Và mọi người sẽ làm nhà, dựng nhà từ tre nứa, rồi là chăm chút cái lối sống của mình theo một cái cách nó nương tựa vào tự nhiên nhiều. Cho nên lúc đấy thì chị mới hỏi em là có phải là cái hành trình về với văn hóa phương Đông đã dẫn em tới cái cộng đồng này không? Thì Huy lại bảo là không phải. Em quan tâm đến những cái này là bởi vì em quan tâm đến vấn đề môi trường cơ. Em có thể chia sẻ thêm với các bạn về cái điều này không? Tức là nó xuất phát từ cái lĩnh vực em học ấy, là em học về quy hoạch đô thị. Thì khi mà em học quy hoạch ở bên Đức, nó có một cái khá là thú vị, đấy là bọn em không học thuần về xây dựng, mà bọn em sẽ được học khá nhiều các cái lĩnh vực khác nhau, từ xã hội học, mà địa lý, môi trường, luật pháp, rất là khá là nhiều cái mảng đấy. Thì khi đó em mới có được cái thấy là tất cả các lĩnh vực nó đều liên quan đến nhau. Nên là khi mà em về Việt Nam thì em vẫn thấy là mình rất là, khi mà mình tìm hiểu thì mình sẽ phải tìm hiểu tất cả mọi thứ, chứ không phải đơn thuần từ một cái lĩnh vực nào cả. Đi khá là nhiều các cái sự kiện từ văn hóa, xã hội, nghệ thuật, rồi kể cả môi trường thì em đi hết. Thì trong quá trình đấy thì dần dần em tiếp xúc với những cộng đồng về mọi người thực hành cái lối sống gọi là bền vững hơn. Thì qua đó đã của em quen một chị bạn của em. Thì cái đợt giãn cách vừa rồi ấy, thì khi mà mình ở nhà cứ ở trong bốn bức tường rất là khó chịu, thì em thấy chị up những cái ảnh đang ở trong vườn tược, xong rồi thỉnh thoảng làm cái này làm cái kia, mọi người không gian rất là thoáng đãng. Mà chị cũng vẫn ở Hà Nội thôi, bảo tại sao không sướng hết nhỉ, có cái không gian như này ở ngay Hà Nội để có thể sống rất thoải mái, không được đi ra ngoài. Nên xong khi mà hết giãn cách thì em lại thấy là chị chia sẻ là ở đây con có quán cà phê, là em cũng vừa mới mở thôi. Thì khi đấy thì em mới tò mò, em muốn đến xem. Thì khi mà em đến xem thì mới phát hiện ra là ở đây cái không gian nó rất là mở, rất là phù hợp với cái không gian để em làm sống nhuộm mà em đang tìm kiếm. Trước em mới hỏi chị bạn em là cái không gian này thì mọi người có cho thuê hay không, thì chị bảo có, bởi vì là ngay từ hồi đầu thì khi mà lập ra không gian này thì mọi người đã muốn thành một không gian mở, có thể đưa kết hợp nhiều các lĩnh vực khác nhau vào đây, cùng thực hành cái về nghệ thuật này, cái hay là cái cách sống nó tuần hoàn hơn. Em mọi người có thể thấy qua ở đây là đây vốn là một cái văn phòng kiến trúc, và nhưng mà cái không gian làm việc thì không có bức tường nào cả.
toàn bộ là mở hết, thì cây cối rồi con người rồi động vật mọi thứ nó quyện vào nhau ở đây. Nó là một cái mà em thấy rất là thú vị, rất là các anh chị cũng đang biến cái nơi này, nó không chỉ đơn thuần không gian làm việc mà là một cái nơi để thử nghiệm những cái ý tưởng về không gian, về lối sống ở đây nữa. Em có cảm thấy nơi này nó rất đậm cái văn hóa phương Đông không? Mặc dù mọi người đơn giản là thực hành lối sống bền vững. Đúng rồi ạ. Khi mà em tìm hiểu về văn hóa phương Đông xong rồi biết được lối sống bền vững thì thấy hóa ra hai cái nó lại rất là gần với nhau như vậy. Thì bản thân trong văn hóa phương Đông thì con người và tự nhiên nó hòa là một, nó không bị tách biệt ra. Là con người không chiến đấu với tự nhiên mà là con người sống trong tự nhiên. Thì ở đây mọi người cũng đang thực hành cái việc như thế. Cái khu vườn này mọi người ra không có tác động gì vào cả, không tỉa tót, không quy hoạch mà để cho nó mọc tự nhiên. Có từ thời điểm xây dựng đến giờ là tầm 2 năm rồi. Nên là khi mà mình vào đã cảm giác là nó rất là gần gũi, vì nó không bị con người tác động quá. Thì em thấy đấy là một cái, chính là một cái cốt lõi của tư duy phương Đông. Nhưng mà thường thì mọi người sẽ lại, khi mà biết được nó thì mọi người lại tiếp cận thông qua cái tư duy của phương Tây, biết là thông qua cái lối sống phương Tây nhiều hơn. Nó đi một vòng tròn ấy. Từ phương Tây mình biết đến cái đó, xong mình phát hiện là hóa ra ở mình cũng có cái đấy. Nó cũng giống như là em có nhắc đến trong cuốn Du học ký thôi. Đi là để trở về. Em đi du học Đức cuối cùng lại nhận ra tình yêu với phương Đông, mà đến khi trở lại với phương Đông thì thấy rằng là tại sao bây giờ mình mới biết là quê hương mình nó có những điều này. Và chị nghĩ là cái hành trình này của em khi trở về và đến với cộng đồng này thì nó khiến em nó hiểu sâu sắc hơn về phương Đông. Với lần này em về là đã với một bộ cổ phục này, với một cuốn sổ nhuộm vải này, với việc là đi rất nhiều nơi để học các kỹ thuật, không chỉ là của người Kinh, học của cả những người Mông nữa, rồi là còn nhuộm vải từ cây cỏ hoa lá ở trong cái tự nhiên của mình. Có một số loại cây hay thảo mộc mà thậm chí là rất nhiều bạn trẻ bây giờ hay chị cũng không hề biết tới, nhưng khi mà em sử dụng chúng thì chị mới biết hóa ra là có một cái cây như thế nó tồn tại ở cái đất nước của mình. Nó là một cái câu chuyện tổng hòa văn hóa rất là nhiều. Nên là đến cái phần này của chương trình thì chị muốn hỏi những câu nó mang tính chiêm nghiệm một chút. Sau cái hành trình trở về đấy rồi thì đi này, gặp gỡ này, học hỏi này, rồi trải nghiệm này, thì bây giờ cái chữ bản sắc Việt đối với em nó có điều gì mới không so với em Đức Huy của 3 năm trước khi mà viết cuốn Du học ký? Mới rất là nhiều đấy ạ. À, trước đó thì em vẫn tư duy cái bản sắc Việt nó hơi bị đóng khung một chút. Tức là mình sẽ định hình nó là có bản sắc, nó sẽ có những cái trang phục như thế này, những cái kiến trúc như thế này, hay là những hoa văn như vậy. Nhưng mà càng tìm hiểu thì mình càng thấy là nó tức là mỗi một thời kỳ nó sẽ lại có những cái mô típ khác nhau, những cái quan điểm, những cái thế giới quan khác nhau. Thế nên là nếu mà mình dừng nó lại ở một thời kỳ thì mình sẽ không hiểu được thời kỳ khác như thế nào, cảm giác là nó rất là xa lạ. Thế nên là em càng ngày em càng mở rộng cái định nghĩa của em về bản sắc hơn. Em thấy rằng mình sẽ không thể dùng một cái lát cắt để mình định nghĩa nó, mà sẽ là cần có một cái ánh nhìn nó rất là dài, xuyên suốt cả quá trình lịch sử. Bởi vì cái văn hóa nó là một cái dòng chảy. Mình không thể nói tách một thời kỳ ra, mình nói đây là văn hóa của tôi, mà cần có một cái chiều dài hơn. Cái cốt lõi của văn hóa sự tiếp nối, thì chính sự tiếp nối đấy nó dần dần nó tạo nên cái gọi là bản sắc. Vì vậy là bây giờ em không định nghĩa cái bản sắc Việt bằng cái hình ảnh cụ thể nào cả, mà dần dần em trừu tượng hóa nó hơn. Vẫn là câu chuyện à. Tức là vẫn là một câu chuyện mà chị thấy có rất là nhiều người tranh cãi thế nào là thuần Việt ấy. Tức là mọi người cứ đi tìm một cái thuần Việt. Và chị cũng rất là thắc mắc, thế thì đâu là cái thuần Việt khi mà chúng ta đang sống giữa một thế giới mà mọi văn hóa nó đều giao nhau, nhất là trong cái thời đại của chị em mình. Không phải tự nhiên mà khi mà em đi sang Đức và em cảm thấy hoang mang, đúng không, về cái bản sắc văn hóa, bởi vì đơn giản là chúng ta được sinh ra trong một thế hệ mà mọi nền văn hóa đều đến với chúng ta. Chúng ta biết về văn hóa của nước Nhật,
biết văn hóa của nước Hàn, biết văn hóa của Trung Quốc, biết văn hóa của phương Tây. Nên là ngay cả mặc dù là ngày hôm nay mặc cái bộ đồ trang phục thời Lê này thì đối với chị nó là một cái trải nghiệm văn hóa của một thời. Còn mình là ai hay là mình thế nào là người Việt thì chị nghĩ là mỗi người nên có một cái câu trả lời cho mình nếu như có quan tâm đến cái vấn đề đấy. Chị nghĩ là nên để cái chữ bản sắc Việt nó trừu tượng đi, bởi vì là mỗi một người họ sẽ có cái định nghĩa của riêng mình. Và bây giờ sẽ đi xuống một cái từ nó đơn giản hơn chút và gần hơn chút. Người Việt đi. Bây giờ với em thì thế nào là người Việt? Định nghĩa của riêng em nha. Định nghĩa thì hơi khó một chút. Vì em là các bản sắc hay người Việt thì em cũng dần dần em chủ động hóa nó hơn á. Em sẽ nói một chút về cái cảm nhận của em về cái từ đấy. Thì trước đây cái thời mà em còn đang học phổ thông ấy, thì thực ra em lại chối bỏ cái từ đấy khá là nhiều. Lúc đấy là mình đang rất là bất mãn với mọi thứ xung quanh ấy. Mình không hề thích cái gì liên quan đến Việt đâu. Chỉ khi mà em mới sang Đức ấy, em còn nhuộm tóc này rồi ăn mặc theo kiểu giống Tây này, muốn mọi người nhìn không phải là người Việt cơ. Nó dần dần khi mà mình hiểu hơn, mình lại thấy quý trọng cái từ đấy, mình cảm giác nó rất là gần gũi, nó làm được cái đó của mình. Đến bây giờ thì em còn thấy biết ơn nó nữa, bởi vì cái từ người Việt ấy nó gần như là một cái sợi dây cứu mạng em khi mà cái thời điểm mà em bị khủng hoảng về căn tính của mình. Thì khi đấy thì khi mà mình đi ra nước ngoài, mình gặp rất nhiều các nền văn hóa khác nhau, rất nhiều các cái người với những cái cách sống khác, mình mới tự hỏi ốc thích mình là ai, mình là gì. Thì khi đấy thì rất may là mình có một cái gọi là người Việt, mình bám vào và nó làm cái điểm tựa đầu tiên để dần dần em đi gọi là đi khám phá lại bản thân mình. Nên là giờ em thực sự quý trọng cái từ đấy. Chị rất thích cái điều mà em nói về cái việc đi xa để trở về ấy. Bởi vì có lẽ là người ta cần phải đi xa ra một chút thì người ta mới thực sự biết được là cái nơi mà nuôi dưỡng mình lên nó có cái điều gì ý nghĩa với mình. Ví dụ nha, ví dụ như với chị chẳng hạn, thì trong cái giai đoạn mà chị đi Myanmar chẳng hạn, thì cái thời điểm đấy điều chị nhớ nhất ở Việt Nam nó là thức ăn, nó là đồ ăn, thức uống. Tại vì khi mà mình sang bên đó thì tất cả mọi thứ đối với mình đều rất là khó ăn. Ví dụ như là đồ của Myanmar thì nó sẽ tất cả mọi thứ, gia vị của họ nó đều rất là mạnh so với lại khẩu vị của chị. Ví dụ như là họ sẽ ăn rất mặn, rất cay, rồi nó, tất cả mọi thứ nó đều được ở mức rất là quá hoặc là rất là ngọt chẳng hạn. Còn mình thì mình thứ nhất là mình là người miền Bắc. Ví dụ như nếu như mình là người miền Nam chẳng hạn thì có thể mình lại cảm thấy nó ngon hơn chẳng hạn, cái đấy chị không biết. Nhưng mà mình là người miền Bắc thì cái khẩu vị của mình nó nhạt hơn, nó nhẹ hơn và nó thanh hơn rất là nhiều. Cho nên là khi mình ăn đồ của họ thì mình thực sự cảm thấy không ngon và cảm thấy khó ăn và rất là nhớ đồ ăn Việt Nam. Chị nhớ có một khóa thiền mà suốt khóa thiền đấy thì bọn chị chỉ ngồi nói với nhau xem là về Việt Nam mình sẽ ăn món gì, tối nào trong đầu cũng hiện lên 1001 đồ ăn Việt Nam. Thì cái thời điểm đấy là cái thời điểm mà mình hiểu được là cái chữ Việt Nam nó đối với chị nhá, nó nằm ở cái sự nuôi dưỡng. Dù sao thì cái mảnh đất này cũng là nơi đã nuôi dưỡng mình lớn lên. Mình có thể là mình được đào tạo cho quen với cái khẩu vị đấy đi. Nhưng dù sao thì thức ăn đó, đồ uống đó, không khí đó, môi trường đó, tự nhiên đó, những con người đó, gia đình, bố mẹ, bạn bè đã tạo nên cái con người của mình hôm nay. Nên là khi mà quay trở lại với lại cái gọi là bản sắc Việt thì chị cảm giác khi mà chị đọc bài viết của em này hay là chị chơi với em này và cùng em đến đây thì nó giống như một cái hành trình mình thực sự hiểu xem là cái áo mình đang mặc nó đến từ đâu, cái quần mình đang mặc nó đến từ đâu, đồ ăn mình đang ăn nó đến từ đâu. Giống như là cái đĩa rau mà mình được ăn hay là cái cốc trà này mình được uống này ngày hôm nay thì nó được đến từ đâu? Có thể trước đây mình không biết vì thế giới bây giờ nó hơi nhanh, mọi thứ đến với mình một cách quá tiện lợi theo kiểu là đồ siêu thị, đồ hàng quán. Nhưng mà khi mà mình chú tâm một chút thì mình sẽ nhìn thấy nó đang ở nơi nào. Không phải lúc nào mình cũng được ở một nơi nó gần gũi với tự nhiên như thế này để biết được rằng là hôm nay cái rau của mình ăn là ở vườn ngoài kia, hay là cái quả trứng mình đang ăn nó đến từ cái con gà nó đang đi lại loang quang ở đây, đúng không?
Thì đấy chỉ là cái cảm nhận của chị thôi về về cái chữ người Việt. Em có một cái điểm nào tương đồng với chị không hay là sẽ có những cái khác nữa? Có rất là tương đồng đấy. Thì thực sự cái đồ ăn là cái mà khi mà em sang Đức em trải nghiệm rất là rõ ràng. Thì trước đó thì mình cứ nghĩ rất mình ăn những quán Tây ở Việt Nam thì mình thấy ô mình cũng ăn cũng được này, nhưng mà khi mà sang mình hàng ngày mình phải ăn những cái đồ đấy thì mình thấy ô, mình không thể sống thiếu cơm được, mình cần có những đồ ăn của Việt Nam, đó là nó thành một phần của mình rồi, mình không thể tách nó ra được. Rồi đúng là những cái rất là gần gũi với mình, như là đồ quần áo mình mặc này, rồi những cái cư xử hàng ngày, cách cách ứng xử với nhau thôi, mình đều thấy rằng là nó có một cái riêng, mình rất là khó để mình chuyển nó sang một cái nền văn hóa khác. Những cái đấy chính là những cái gọi là tiếng Việt ở đây. Đấy chính là cái mà mình sẽ thấy là mình đi rồi thì những cái điều đó cũng không thể tìm thấy được ở bất cứ đâu, để biết là cái quý trọng cái mình đang có ở đây thôi. Thì ngày hôm nay là ngày mùng 2 Tết, nói câu chuyện về cổ phục, nói câu chuyện về văn hóa thì bình thường chị ít khi cảm thấy tự hào lắm nhá. Nhưng mà ngay từ lúc mà chị viết kịch bản cái chương trình này và gửi cho em thì tự nhiên chị có một cái cảm giác tự hào dân tộc nó nổi lên. Đôi khi mình cảm thấy chuyện đấy nó hơi buồn cười ấy, tại vì nếu mà tự hào thì nước nào mà họ chả có cái để họ tự hào ấy. Ừ, nhưng mà chính là mình thấy mình có cái mà ở nơi khác không có. Mình có cái văn hóa mà ở cái xứ sở này mới có. Cái xứ sở này có cái đặc biệt ở cái này. Nên mình mới được quyền tự hào về cái đấy. Mình cũng sẽ rất là trân trọng cái nền văn hóa khác. Nhưng mà với tôi này, với những cái gì tôi đang có ở đây này, thì mình có quyền tự hào mà, đúng không? Em, khi mà chị nhìn thấy em và được ngồi uống trà với em như ngày hôm nay thì chị thấy điều này rất là rõ. À, cái này là một cái cảm ơn đi, tại vì chị không làm về văn hóa và chị cũng không không đang làm những cái công việc giúp là kế thừa hay phát huy cái văn hóa đấy, nhưng mà chị vẫn sẽ muốn cảm ơn những người mà đang làm cái điều đấy, gìn giữ rất nhiều thứ ở đây. Thứ nhất là về trang phục cổ, thứ hai kể cả kỹ thuật nhuộm vải nữa, vì thời buổi bây giờ thì mọi người khi mọi người làm những cái vải nhuộm tự theo kiểu công nghiệp thì những cái kỹ thuật thủ công nó sẽ mai một đi rất là nhiều. Nên nếu như có những người trẻ yêu mến cái điều này và mọi người kế thừa nó thì chúng ta sẽ được nhìn thấy nó xuất hiện nhiều hơn trong tương lai và là một cái thực sự để chúng ta tự hào về nó. Thì đây là cái phía chị, là chị cảm ơn trước nha. Còn về phía em thì bây giờ cũng là khúc cuối của chương trình rồi, thì chị muốn nhờ Huy có một vài lời gì đó nói với các bạn mà cũng đam mê văn hóa và yêu mến cái bản sắc Việt Nam, nếu như các bạn ý muốn bước chân vào một cái hành trình này giống như em. Ban đầu cũng không biết mình sẽ làm gì, nhưng mà chỉ vì tôi yêu văn hóa nên tôi đi vào đây thôi. Thì có điều nào muốn gửi gắm đến các bạn không, để các bạn thể chuẩn bị cho cái hành trang đấy? Có một cái em muốn chia sẻ đấy là cái thời điểm này khi mà tìm hiểu văn hóa thì có thể ban đầu các bạn sẽ thấy, mọi người sẽ thấy là sẽ hơi khó khăn một chút vì những cái tư liệu nó khá là tản mát, và những cái nguồn lực về xã hội nó chưa nhiều. Nhưng đừng đừng lo lắng quá về cái đó, vì là hiện tại càng ngày cái nó một cái xu thế mọi người đang quay trở lại nhiều hơn, và rất nhiều các bạn trẻ cứ lớp lớp mọi người nghiên cứu và cứ dần dần mỗi người một chút bồi đắp lên, thì cái tư liệu nó cứ càng ngày nó càng nhiều. Trước đây thì một sự là cái thời đầu đầu bọn em thì tư liệu nó rất là ít luôn ấy. Bây giờ thấy trời ơi nó la liệt luôn, mọi người mà các bạn rất là trẻ, các bạn sinh viên thậm chí là cấp 3 các bạn thì cũng bắt đầu nghiên cứu rồi, và các bạn thì có thể có tìm những nguồn rất là hay ho. Nhưng mà thấy là mình cũng cảm giác là mình không đơn độc, có rất nhiều những cái bạn cũng đang quan tâm như mình, mỗi người đóng góp một chút, là cứ cứ đi thôi, và dần dần nó sẽ mình sẽ tìm cái hướng gì đó để mình tập trung sâu hơn. Cái việc mà ngắm nhìn cái sự phát triển của cái cộng đồng và thay mọi người càng ngày càng được nhận thức như nào ấy, nó rất là thú vị, và cứ tận hưởng cái cảm giác đấy. Hãy enjoy cái moment này đi Đúng nào, rồi. đúng không? Mới câu hơi lai căng một tí, nhưng mà chị cảm thấy câu đấy cũng là một cái biểu hiện của sự giao thoa văn hóa thời buổi bây giờ đấy. Vâng.
phần cuối thì liên quan một chút, một cái lo lắng đi. Về cái vấn đề cơm áo gạo tiền chẳng hạn, thì khi mà mình đi vào một cái nghề, chị tạm gọi nó nghề lạ nhá, ít người theo đuổi như thế, thì giống như em cũng đã gặp rất nhiều cái khó khăn trong cái giai đoạn đầu, thì các bạn ý nên đối mặt với cái chuyện đấy như thế nào khi mà theo đuổi một cái điều mình thích về văn hóa, đặc biệt là văn hóa cổ như bây giờ? Tôi nghĩ là mình lúc nào cũng nên chuẩn bị tâm lý trước thôi, rằng thứ nhất là nó sẽ không có được cái nguồn tiền ngay lập tức, tất cả dòng tiền ngay lập tức, mà mình sẽ cần một cái thời gian, có khi là phải vài năm chẳng hạn. Chính vì vậy mà trước khi em thân đơn, nó liên quan đến việc từ em bước trở về chẳng hạn, em đã phải tích lũy một chút để mình có thể xác định là trong 1-2 năm đầu ở Việt Nam mình không quá lo lắng về vấn đề tiền bạc, mình có thể tự do mình làm những cái mình muốn hơn. Thì khi đấy thì em bắt đầu Đông Phong thì em cũng không bị áp lực lắm về mặt tiền bạc nữa. Cái thời điểm cách đây tầm khoảng 1 năm trước ấy, thì đúng là thời điểm mà gần như là tất cả mọi tích lũy em đến đáy. Thì lúc đấy đúng là mình cũng hơi hoảng thật, bắt đầu chết rồi, giờ trả tiền nhà các thứ thế nào đây. May mắn là đúng thời điểm đấy thì là sau khi em cũng bắt đầu Đông Phong được tầm 1.5 năm gần 2 năm rồi, thì nó cũng đã có cái thành quả và để mình thu lại. Thì khi mà em vấn xuống đáy về mặt tích lũy thì lại có một cái dự án đến. Và chính từ cái dự án đấy nó bắt đầu lại làm cho em bắt đầu là gì nhỉ? Tức là mình tích lũy được khá là nhiều cái vốn để bắt đầu sau thời gian sau mình có thể mở rộng cái hoạt động của mình ra hơn. Nên là em thấy là không phải quá đặt nặng nó lắm, nên là mình chuẩn bị tâm lý trước thôi. Còn đến thời điểm khi mà tất cả mọi thứ có chín muồi rồi thì tự cái kết quả nó sẽ đến ấy. Em nói là không đặt nặng lắm, nhưng mà cái giai đoạn chuẩn bị thì em cũng chuẩn bị rất kỹ. Bởi vì chị nhớ là hồi đấy em có kể với chị, em ở bên Đức thì em thường trong cái thời gian mà không phải đi học ở trường thì em sẽ đi làm công nhân ở nhà máy. Và rất là một giai đoạn khá là dài, mấy năm ở bên Đức em đều làm cái điều đấy để em có tiền, để em có thể theo đuổi cái hành trình này. Thì chị nghĩ là nó là một cái sự chuẩn bị kể về mặt kinh tế nữa. Bởi vì giống như mình trồng một cái cây lên thì cái giai đoạn đầu của nó phải là chăm bón cho nó, thì từ công sức, thời gian, rồi cả tiền bạc cho nó nữa. Thì đến cái giai đoạn này thì là giai đoạn em bắt đầu được hưởng một chút thành quả của nó để tiếp tục nuôi cái cây đấy lớn lên. Thì đây cũng là một cái điều cuối cùng mà có thể gửi gắm tới tất cả mọi người. Khi mà làm điều mình thích thì chị nghĩ mọi người đều nên chú ý đến cái điều này. Tức là theo đuổi đam mê nhưng mà mình vẫn cần một chút thực tế. Thực tế là tiền ý các bạn. Chính là tiền ạ. Thì cái tiền đấy nó đến từ đâu? Ví dụ như là làm những công việc khác nữa, đi song song với cái công việc đấy để nuôi nó lớn. Mặc dù mình rất nghiêm túc với nó nhưng mà mình cũng vẫn cần phải có tiền cho nó để nuôi nó. Và kiên nhẫn đúng không? Chị thấy yếu tố kiên nhẫn là cái quan trọng, bởi vì mình cũng không biết khi nào nó sẽ ra quả. Cũng đừng nên hoảng. Đừng nên hoảng. Lời cuối dành cho các bạn đó là đừng nên hoảng. Ngày hôm nay thì với một ngày mùng 2 Tết như thế này, được trải nghiệm văn hóa như thế này thì chị rất là vui rồi. Và cảm ơn Huy rất nhiều vì đã mời cả ekip, cả nhà nhện cùng nhau đến đây. Chị chỉ là đại diện của mọi người thôi, được trải nghiệm những điều này. Chúc em năm mới sẽ có thêm nhiều những cái thành công mới, tiếp tục trồng cây, tiếp tục có thêm những cái trái ngọt trên cái hành trình đang đi, và tận hưởng cái moment hạnh phúc, vui vẻ bên cái công việc mình đang làm. Cảm ơn chị rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào mọi người.